Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Poundi. Thì để tham gia dự án này các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot nào. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn click share đi tiếp nha bạn. BHIZ. BHIZ. Nghe cho bot. Rồi, các bạn bấm continue. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi bạn mới đáp rồi nè, join tiếp tục follow kênh Twitter nè. Trên Twitter nè bạn theo dõi nha bạn, rồi bạn mới đáp lên nè. Rồi tiếp tục report tăng hai người bạn của mình vào các bạn. Rồi xuống đây các bạn like nè, các bạn chấp nhận với tweet nè. Các bạn tăng hai người bạn của mình vào nè. Các bạn gọi ở cộng hiện ra những người bạn, tất cả các bạn tăng vào các bạn, tiếp tục follow minimum nè. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Trên minimum thì bạn follow nữa các bạn. Rồi follow win là thành công. Sau khi dân lại follow qua. Rồi các bạn bắt up đây nè. Sau đó các bạn join tiếp kênh trailer nè. Sau đó thì các bạn like và tweet bot nè. Rồi các bạn xuống tiền cái bài của nó nha các bạn. Đâu ta? Khoan các bạn, để mình tìm cái bài này. Kêu like mà tôi quýt bot không gặp bài nữa, các bạn bắt up lên luôn đi các bạn. Rồi các bạn bấm submit đi tên. Rồi các bạn hỏi có join group không, các bạn bấm don. Tiếp tục lên đường link profile Twitter mình nha các bạn. Xin tạo Twitter nhấp vào anh avatar, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nữa, nhấp vào chia sẻ nữa. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gọi đi cho bot nè. Sau đó các bạn submit đường link profile. Submit vô minimum profile link username mình nè các bạn. Thì các bạn nhấp vào minimum nữa các bạn. Trên minimum thì các bạn nhấp vào ba cái dấu đen đen nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa nha các bạn. Rồi nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi minimum lock cái trang rất là nặng nha các bạn. Máy nào yếu lock không nổi. Rồi bạn dán vào nè. Rồi tiếp tục nó hỏi có son kênh iRub này không, các bạn bấm don nha các bạn. Tiếp tục thôi có tự quyết không, bấm set nè. Tiếp tục submit địa chỉ BNB sẽ match trên bet20 trên dưới chocolate của các bạn nha các bạn. Bạn sẽ chép địa chỉ dưới nè. Các bạn gọi là cho bot nè. Rồi, bạn bấm vào sao tiếp để cập nhật từ khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 200 token CRA nè. Các bạn nhớ đánh ghép, chia sẻ chung bè những thân để kiếm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.